chào anh em nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Các bạn hôm nay nó lạnh vãi đạn rồi. Cái thời tiết ngày hôm nay thì nó gọi là không thể nào mà yêu thương nổi. Hôm nay thì Phương Cầy nó bận các bạn ạ. Trong đợt sau mình thì chả có ai cả. Ngày hôm nay mình đang đi quay một mình, đang đưa các bạn đi chơi. Ngày hôm nay mình đang đưa các bạn đi chơi nha các bạn nhá. Mẹ, thời tiết nó âm u và phải nói là gió bắc thì nó giật cũng khá là to. Gió này theo mình cảm nhận thì nó to vãi đạn các bạn ạ. Nó giật theo cơn ấy. Ngày nay mình lại đưa anh em lên nhà anh Dương chơi nhá, Nguyễn Đình Dương chơi nhá. Anh Dương anh vừa khoe với mình là anh ấy vừa tậu một cái dàn để chơi mới. Trước là anh ấy sở hữu cái dàn hòa đàn các bạn ạ, khét vãi đạn 7 triệu. Đợt này lại vừa sở hữu thêm một dàn hòa còi phun chỉ xương cá các bạn ạ. Nói chung mà Melly không chê vào đâu được, không chê được các bạn ạ. Đấy, thế là ngày hôm nay thì mình lại đang trên đường lên nhà anh Dương. Còn đoạn nữa thôi là đến nhà rồi. Lên nhà để làm gì? Lên nhà để một cái thứ nhất vừa đưa các bạn đi chơi, và cái thứ hai là vừa muốn khoe với các bạn cái dàn để chơi mới của anh Dương. Không biết ông thả chưa? Dàn để chơi mới ấy. Ok các bạn, bây giờ đến nơi mình sẽ review tiếp cho các bạn xem. Còn bây giờ thì lại sức vào bẹn rồi. Ok anh em, đợi mình tí nhá. Ai có nhu cầu thì mình lại bán. Vâng, và đây các bạn ạ, đây là chân dung cái dàn sáo mình muốn khoe với các bạn, là một cái dàn để chơi của anh Dương. Đấy, hòa còi. Sao nhìn nó ấy nhỉ? Nhìn nó cứ như hòa đàn ấy nhỉ? Hay là hòa còi với hòa đàn thì dáng nó tương đương nhau? Con đây anh, con cái con thứ ba này lên, từ con thứ ba lên. Phun chỉ xương cá đây, phun chỉ xương cá nha các bạn nhé. Làm sao mới có khác, đúng chọn cái chỗ cắm nó cũng phải đẹp cơ, cũng phải hoa lá cành cơ. Rất mép anh em ạ. Con này nói chung là chỉ xương cá mà, chỉ xương cá thì mình khen thì nó cũng thành thừa phải không các bạn? Đấy, nó đã chỉ xương cá rồi thì lại còn vành thủy nguyên cơ. Nói chung là hàng của admin chơi thì có bao giờ làm cho anh em thất vọng đâu. Toàn hàng nét, hàng đẹp thôi. Ngon, nét, ngon, bổ rẻ. Nhưng mà cái giá của con này nó làm cho mình bất ngờ luôn các bạn ạ. D70, 13 quả phải không nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D70, 13 quả phun chỉ xương cá và vành thủy nguyên. Không biết âm nó như thế nào, nhưng giá con này làm mình bất ngờ luôn. 4 triệu tròn các bạn ạ. 4 triệu tròn. Rẻ hơn cả cái dàn 7 triệu của anh ấy. Mà con đấy cũng D70, cũng phun chỉ xương cá. Nhưng con đấy 17 quả sao nhỉ? Đúng rồi. Con này nó có 13 quả thôi. Đấy, ít quả hơn. Nhưng mà ít hơn có 4 quả, làm sao mà nó lại rẻ như thế được nhỉ? Anh em biết tại sao không? Tại vì anh ấy thích bán rẻ, cái đơn giản là như thế. Anh em mình đang đợi anh Dương lắp diều, và sau đó thì sẽ đi test cái dàn này lên trên trời. Được, nét vãi. Không biết đến bao giờ mình mới có một cái dàn như này để về, vừa để treo vừa để chơi anh em ạ. Từ cái lúc làm YouTube đến giờ thì chưa sở hữu một cái dàn chỉ xương cá nào cả. Chưa. À có. Có nhưng mà nó là cồng 3 các bạn. Nó là cồng 3, chưa có dàn nào nó như này. Tại vì giá trị nó cao quá. Đối với lại những dân chơi diều mà tay to thì những cái dàn như thế này thì nó quá là rẻ rồi. Nhưng còn đối với mình, những cái người mà kinh tế nó hạn hẹp như mình, thì cái dàn này giá này là cái giá mà mình không thể yêu thương được. Đấy. Tại vì nó là hàng nét rồi, mình chơi hàng nó toàn là hàng vớ vẩn thôi. Kỹ nhỉ. Cái chỉ xương cá này làm thủ công hay là quấn máy đây? Tiện máy nhỉ. Cái chỉ ở hai bên nó là máy. Ồ, cái chỉ hai bên này em nghĩ là máy, chứ còn cái chạm chạm ở giữa này thì chắc là làm tay ấy nhỉ. Giữa là chạm tay. Ồ, kỹ nhỉ, chạm tay các bạn ạ. Làm được một cái dàn như này nó rất là kỳ công và nó rất là cầu kỳ. Anh em biết tại sao không? Con cái đục nó còn dễ, nó to, nhưng mà đến con út này, đến con út này nó bé tí teo này, mà còn phải chạm xương cá, nói là rất là cầu kỳ. Mình sẽ quay mắt cho các bạn xem thẳng tắp luôn, mình quay bên này nhá. Dàn này mà còn không thẳng nữa thì thôi chắc ném đi mất. Mình sẽ thử thổi phát. Đâu? Ok.
Con này mấy cân đây? Ra đây này. 1 cân 2 à? 2 cân. Đoán đi thôi. Cân thôi. Tầm cân à, 6 rưỡi. Tầm cân mấy mà cho con này cõng mình nhẹ nhỉ, thoải mái. Thế hiện tại bây giờ mình đang trên đường đi đi ra chỗ test diều các bạn ạ. Lạnh vãi đạn rồi. Mình tính là test xe máy cho các bạn đấy, nhưng mà may quá nó có gió. Đấy, thế đâm ra là test lên trên diều nó hay hơn, nghe nó hay hơn. Đó. Anh Dương anh sẽ đi bộ ra cái đầu đường kia, còn lại mình sẽ đi xe mang dây đi nhá. Phải nói với anh em là cái quả dù Ma Lai này ông ấy thả bền phết ấy. Từ năm ngoái tận năm nay, bền vãi đạn quả dù Ma Lai này. Giá nó chỉ có hơn 100.000 cân thôi. Anh em chơi cái dù Ma Lai này cũng được này. Được ấy. Nói chung là cũng bền. Và cái độ chắc chắn thì mình nghĩ là chắc là hơn cước lúc rồi, tại vì nó đắt hơn cơ mà. Đấy. Anh em mình đến cái chỗ đâm rồi. Bây giờ đang đợi anh Dương anh đi từ hướng bên này sang. Đấy, tí nữa thì mình sẽ đâm dọc cái đường này. Đấy. Đại ca ở đâu rồi? Đại ca không biết đi đến đâu rồi. Đâu ta? Đâu rồi? Đây, đến địa điểm rồi. Đó. À, đâm chéo đây. Diều nó về hướng này. À kia. Đại ca kìa. Đây rồi, đây. Tắm phát là xong. Kia rồi. Gió này thì quá hợp lý luôn. Đảm bảo lên 100% các bạn ạ. Đủ lực cho sáo kêu luôn. Không biết có gió trên hay không thôi. Gió bắc có toàn thế mà. Đấy. Nghệ nhân kìa. Chạy rồi. Tèo. À thì vất vả, quay vất vả thôi. Đâm chạy, một người đâm người chạy thế được không? Gió đẹp mà, gió này đủ lực cho sao? Chú đâm góc này nhá. Vâng. Đủ lực sáo kêu không anh? Gió này chắc thừa nhỉ? Diều lên thì sáo nó kêu mà. Đẹp nhá. Làm đẹp từ cái mắt bên trong luôn này. Nét căng, mu lồi. Anh Dương anh rất hay thích chơi kiểu mu lồi này nhá. Anh không thích mu tẹt à? Nó phải lồi mới thích à? Mù à? Con dây này anh chơi được lâu phết rồi ấy nhỉ? 2 năm hơn. Hơn 2 năm rồi đấy. Tại... khắp nơi bác đi. Đi khắp nơi rồi, mình nhớ là Hiệp Hòa cũng mang đi kìa. Bền vãi đạn, nhưng đến bây giờ em thấy em cầm nó cứng vãi đạn anh ạ. Hiệp Hòa nó không, em không mang sáo này đâu. Cứng nhỉ? Đến bây giờ mẹ nó cứng vãi đạn này. Bây giờ thì mình sẽ đưa anh em đi đâm con diều này nhá các bạn nhá. Anh đâm xong anh để lâu không? Để tối luôn mà. Để tối luôn á? Nếu mà lên là để anh đợi tối mà. Ok các bạn, đợi mình một tí mình sẽ đưa các bạn đến chỗ đâm rồi. Nào, ok các bạn. Giờ thì ra đến địa điểm đâm rồi. Bây giờ anh em sẽ có một ít thời gian để bật mắc loa và đeo tai nghe lại để thẩm âm con này nhá các bạn nhá. Đây từ từ mình sẽ tìm một cái địa điểm thích hợp để mình đặt cho các bạn xem con này. Ok anh em. Nào các bạn chuẩn bị bật mắc loa đeo tai nghe lại nhá. Nào. Nào, từ từ lên nào. Hai ba, lên. Nó cứ phải gọi là ấm vãi đạn anh em ạ.
chân ấm ngọn gắt. Phê thật sự. Vẫn một cái câu nói rất là huyền thoại, tiền nào của đấy anh em ạ, tiền nào của đấy. 4 triệu tròn cho một dàn hòa còi phun chỉ xương cá vành thủy nguyên mu lồi. Thề với anh em luôn là âm không chê nổi luôn. Nó tuy nó không gắt bằng hòa đàn anh em ạ, không gắt bằng cái dàn 7 triệu của anh Dương, nhưng mà đổi ngược lại mình nghe mình có cảm giác, mình nghe mình có cảm giác con này nó hay hay kiểu gì anh em ạ. Âm nó không gọi là gắt quá và nó cũng không gọi là ấm quá, nó ở cái tầm trung. Nghe phê thật sự luôn, nó rất là dễ nghe, cực kỳ dễ nghe luôn, đúng vừa đủ gió cho con này kêu. Hiện tại thì lấy thế anh Dương hay chạy căng đét nhưng không thấy nó líp. Ok các bạn, quá tuyệt vời, trên cả tuyệt vời. Không biết dùng cái từ gì để mô tả cái dàn này nữa, không phải là khen lấy lòng đâu các bạn ạ, thật lòng ấy, thực tế đấy. Bác ạ. bác đang bảo mình nói phét đấy. nghe đéo nó rồi. Phải thật sự luôn các bạn. Ấm. Nó kêu như kiểu là cái kèn, anh em cứ nghe kỹ một tí, nó kêu giống cái kèn, kiểu kèn của kiểu anh em hay mua đi thổi cổ động viên cho bóng đá Việt Nam ấy. Đấy, sướng vãi đạn luôn đây. Giờ mình sẽ ra chỗ anh Dương. Anh đang thả cho nó lên. Lên được không anh? Em thấy anh cứ kéo kéo làm gì ấy. Anh thấy âm thế nào? Đánh giá cá nhân của em thì là không có cái gì để chê cả. Nghe sướng vãi ra. Ôi, nó không gắt bằng hòa đàn của anh phải không? Nhưng mà nghe nó nghe nó, hả? 13 quả nó ít ngọn hơn. Nó ít ngọn hơn nhưng mà em không nói về cái độ. Âm con này lực mà. Nó gắt, nó không phải gắt mà nó trầm, nó không phải trầm, nó ở cái tầm vừa vừa. Nghe sướng vãi đạn. Ngoài, căng không? Chắc cũng căng nhỉ, tầm mày vườn chắc căng. Ấy là cầm, căng đét. Anh kéo mình. Ôi sướng nhỉ, nghe âm con này sướng. Đôi đêm chắc cũng không ai bảo gì luôn. Nếu mà âm con này, thề nghe nó sướng tai mà, nó không phải e. Ít ngọn nó kêu, gốc nó kêu hay. Gốc con này kêu hay mà. Lực từ gốc lên. Đáng đồng tiền bát gạo ấy. 9,9. Con này á, con này 101 điểm. Cho 101 điểm các bạn. Nhưng anh có ý định bán không? À, để chơi, không phải là bán đâu. Thì được giá là vẫn lên đường. Từ khi được giá. Câu huyền thoại rồi. Anh không phải bán trừ khi được giá. Ủa. Có khả năng là chơi một thời gian, nói chung người ta bảo là không có cái thứ gì nó gọi là mãi mãi các bạn. Chơi một thời gian kiểu gì chán là đại ca cũng bán cho mà xem mà. Ủa, anh có cái phanh được ấy. Chơi rồi. Đây là anh phải để chân vào chỗ này này cho nó đập vào thì nó kiểu nó phanh nhanh hơn không? Làm gì phải kéo nó tự vươn mà. Sướng nhỉ. Dây thẳng tắp này, có rung dây này. Trời, các bạn nghe này. Wow. Kêu rung cả dây các bạn ạ. Một từ thôi, khét, còn không có cái gì để chê hết ở cái con này cả. Chê một cái là ở cái là những bạn kinh tế yếu là không mua được là cho liền là chê. Còn lại là không chê được cái gì ở cái con này. Lâu lắm rồi mình mới nghe được một cái dàn hòa còi mà âm nó thuộc dạng lực như này, nó gọi là uy lực ấy các bạn. Nghe phê, sướng dã man luôn. Dàn này ví dụ kiểu của anh Dương anh cho mình cũng lấy, mình cầm tạm tạm về chơi mà. Ok, còn về chơi đi em. Không, em kéo xuống tầm này anh cho em, bố em nếu kéo được con này xuống. Ok các bạn ơi, có khả năng là video này của mình xin phép kết thúc tại đây để anh em mình rồi. Thả hết cái đống dây này và đi cọc lại thôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Lần sau mình sẽ kiếm một cái dàn sáo gì gì đấy lên đọ với anh Dương, đọ với dàn này. Kiếm cái mấy cái dàn kiểu D40, D30 này kiểu nhặng nó kêu lên đè chết con này ngay. Ok các bạn, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ nhá. Trong cái video này thì mình chủ yếu mình muốn khoe cho các bạn xem là một cái dàn để chơi mới của Admin, hòa còi hòa đàn rồi. Không biết là âm để chơi tiếp theo là cái gì.
Nhưng mà anh ấy chơi chắc chắn là nó phải chỉ xương cá, cứ phải chỉ xương cá cơ, mới là vành thủy nguyên cơ. Ok các bạn, nếu anh em cảm thấy video của mình hay, nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh và một chia sẻ kênh nhé. Bye bye anh em. Chào mọi người. Bye bye anh em nhá. Mệt quá.